Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2024. Bộ Tài chính, bảng giá đất cũ được áp dụng đến cuối năm 2025. Đại công trường nhà ở xã hội tại Hải Phòng. Bà Rịa Vũng Tàu tính thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất. Quận Ba Đình tiếp tục đòi nợ tiền cắt ngọn nhà 8B Lê Trực. Phải có thang đo mới biết được chung cư ngáo giá hay không. Bộ Tài chính, Bảng giá đất cũ được áp dụng đến cuối năm 2025. Bộ Tài chính vừa có công văn số 8288 gửi các bộ ngành địa phương hướng dẫn triển khai các quy định tại Luật Đất đai 2024 liên quan đến công tác quản lý sử dụng tài sản công. Theo Bộ Tài chính, bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, trường hợp cần thiết Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất, theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất đối với trường hợp này nếu có, thực hiện theo quy định tại điều 17, nghị định số 71/2024 của chính phủ quy định về giá đất. Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 ban hành kèm theo quyết định số 222 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ. Bộ Tài chính đã trình chính, chính phủ ban hành nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nghị định số 104 quy định về quỹ phát triển đất. Đại công trường nhà ở xã hội tại Hải Phòng. Tại Hải Phòng, nơi điểm sáng phát triển xã hội của cả nước, nhiều dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân đang được các chủ đầu tư thi công thần tốc để hoàn thành mục tiêu 15.400 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 chính phủ đặt ra. Đầu tiên có thể kể đến là dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho Ban Lạc Viên số 142 Lê Lai, quận Ngô Quyền. Dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố với diện tích sử dụng đất gần 17 ha, quy mô khoảng 4.448 căn hộ. Hiện dự án có 6 tòa đang thi công phần thân và 4 tòa thi công phần móng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Theo ghi nhận của phóng viên, dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho Ban Lạc Viên đang được chủ đầu tư thi công thần tốc so với kế hoạch. Mỗi ngày trên công trường có cả nghìn công nhân thi công ngày đêm với 3 ca một ngày. Nằm ngay cạnh dự án khu nhà ở xã hội Tổng kho 3 Lạc Viên là dự án nhà ở xã hội Mumbai Residence 384 Lê Thành Tông có tổng mức đầu tư 1.648 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch với diện tích 1,9 ha với 3 tòa 29 tầng gồm 1.294 căn hộ. Hiện dự án đã cất nóc tòa CT1 dự kiến hoàn thành và bàn giao cho người dân về ở cuối năm 2024 và đang tấp nập thi công tòa CT3. Bà Rịa Vũng Tàu tính thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá đất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa công bố 9 khu đất thực hiện đấu giá trong năm 2024, dự kiến thu về hơn 10.000 tỷ đồng. Trong 9 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu có 5 khu, gồm khu đất chợ du lịch cũ, khu 13,8 ha tại mỗi nghìn phòng, Khu đất thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến y tế quốc tế Vũng Tàu, khu 76,7 ha khu đô thị mùng 3 tháng 2, khu đất 1,4 ha tôm càng xanh, trong đó khu đất chợ du lịch cũ diện tích hơn 2,9 ha sẽ quy hoạch thành khu thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp, khu đất 13,8 ha tại mũi Nghinh Phong có tính chất quy hoạch là khu dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, khu đất tại phường 11 thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn sáng kiến y tế quốc tế Vũng Tàu hơn 4 ha sẽ quy hoạch thành bệnh viện khu đất 76,7 ha, khu đô thị đường mùng 3 tháng 2, quy hoạch là trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái biển, kết hợp du lịch hỗn hợp và là trung tâm thương mại, giải trí cao cấp. Khu dân cư đô thị, khu đất 1,4 ha tôm càng xanh, 1,4 ha quy hoạch thành đất thương mại dịch vụ. Quận Ba Đình tiếp tục đòi nợ tiền cắt ngọn nhà 8B Lê Trực. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Hà Nội vừa tiếp tục có văn bản gửi công ty cổ phần may Lê Trực về việc đề nghị hoàn trả kinh phí tạm ứng ngân sách số tiền hơn 22,2 tỷ đồng để xử lý phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực. Ủy ban nhân dân quận Ba Đình nêu, quận đã có các văn bản ngày 17 tháng 5 năm 2024 và ngày 21 tháng 6 năm 2024 và văn bản ngày 16 tháng 7 năm 2024 gửi công ty cổ phần May Lê Trực đề nghị hoàn trả số tiền ngân sách quận đã tạm ứng để xử lý phần công trình vi phạm trật tự xây dựng. Đến nay, công ty cổ phần May Lê Trực chưa hoàn trả ngân sách quận Ba Đình đã tạm ứng để xử lý vi phạm nêu trên. Để thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tiếp tục đề nghị Công ty cổ phần Mai Lê Trực khẩn trương hoàn trả ngay ngân sách quận Ba Đình số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thời hạn quận Ba Đình yêu cầu Công ty cổ phần Mai Lê Trực trả nợ là trước ngày 20 tháng 8 năm 2024. Phải có thang đo mới biết được trung cư ngáo giá hay không. Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, chuyên ngành bất động sản trường đại học Kinh tế quốc dân chỉ ra rằng để ra đất giá nhà ở được xác định đúng và không có hiện tượng ngáo giá cần có một cơ sở dữ liệu rõ ràng phải có thăng đo cụ thể mới có thể biết được giá mà chủ nhà đưa ra có ngáo hay không bên cạnh đó việc xây dựng bảng giá đất hàng năm theo nguyên tắc thị trường là một bước đi quan trọng và cần thiết để kịp thời điều chỉnh giá trị đất cho phù hợp với thực tế tiến sĩ lượng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập cơ sở dữ liệu bất động sản cụ thể là xây dựng chỉ số giá bất động sản nhằm quản lý các giao dịch và thông tin liên quan đến từng phân khúc bất động sản từ đó có đủ dữ liệu để đưa ra nhận định và định giá sát với giá thị trường những cải cách này sẽ giúp loại bỏ những bất cập trong công tác định giá đất qua đó góp phần tạo ra thị trường bất động sản minh bạch hiệu quả hơn